thì mình không ra giai đoạn là mình sẽ đến tới từ nó như đây nha chú chị bạn. Thì tới đầu đà trên trơn nó đang xây chất phòng. Thì giờ mình để mưa gió quá mình không có hô quay, thì hôm nay mình cũng quay lại từ giai đoạn cho cô chú anh chị bạn xem xe kỹ anh xây đường hồ về bề mặt như bề trái tại. Đây với cái phòng này xây chừng 1-2 ngày nữa là rồi. Và thử những của chú chị bạn. Đây, khu vực sau. Thì ở miền Tây mình chỉ có xây là như vậy thôi, còn những chỗ khác luôn mình không biết nha. Còn cái nách sát trong nách đèn lát nó chét cái điện luôn nha các bạn. Chơi chữ bộ. Ủa có miếng da, miếng dạy ngoài ấy mà ta. Không phải cái mà cái chiều dài đó có bao nhiêu? Mét 4 phần. Ê không sao. Ông lấy thước kéo miếng dán nó tới chỗ tôi cắt nó coi được mét 4 phần không? Đưa thước xuống đây. Để xuống xuống. Rồi. Nay là trên này mình lên tới cây kèo cho anh chú anh chị bạn. Đó, giờ đang đổ kèo. Hai bên cái tường nha. Thì trong mình đổ mấy cái đại dằn đang xong chân nè. Giờ đổ cái kèo này trước này nó đổ cái sino trước nữa, mình chuẩn bị quay thả kèo đầu tay lập nha. Mình ở đây quay từ giai đoạn này của chú chị bạn. Cái cánh nén mình đổ rồi nha cô chú chị bạn. Đổ xong là mình đổ cái trước này luôn nè, cái sino trên để ngay trận đầu con nè. Đây thì mình cũng quay về từng giai đoạn nha cô chú chị bạn, chứ mình không có quay trực tiếp hết được nha. Mong cô chú chị bạn xem thông cảm thì quay về để những ai mà có làm nhà cấp 4 thì theo coi được cái kỹ thuật mình làm thì làm theo nha. Cái gì? Hả? Tôi lấy cái đố chuyện đi là tôi đổ cái đà luôn. Cái đố với kẹp 20 rồi. Chết mẹ cái kẹp 20 sao kẹp được ta. Cái lấy kẹp 20 luôn đi chơi luôn. Giờ mình đã kèo đòn tay của chú anh chị bạn, thì sớm giờ đưa hai kèo lên. Đó, thì bề ngang 5m rưỡi mình đi hai kèo nha, một máy dài là 20 mét nha. Trời bây giờ cũng đang mưa nữa, sớm giờ mới thả được nó như thế. Mấy cái phòng này là mình xây hết trơn, lợp xong là quay lại làm tô ớt gạch của chú anh chị mà. Đây thì đây mình đã đào tạo xong ăn của chú anh chị bạn. Thì mình thả lên cặp cái tường mình đổ cái kèo này. Thì mình chấm hàng hết này nha. Chấm hàng hai bên hết, từ trước tới sau luôn. Cái búa luôn. Đo cắt cái hai cây này luôn đi thấy rồi. Lấy cây 50 á. Nãy anh bảo nói cây 50 được chứ. 2m39. Ừ. Ừ, 2 cây. Rồi thì bây giờ mình sẽ tạm ngưng ăn của chú chị bạn. Thì công trình làm nhà xây dựng nhà cấp 4 á, thì mình sẽ quay những từ đoạn những khúc nào thì mình sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị bạn cùng xem và tham khảo nha. Giờ mình đang chuẩn bị kéo tôn lên lập máy nha cô chú anh chị bạn. Đó, thì tôn này dài luôn nha, không nói. Từ đầu này tới đầu kia là 20 mét nè, 20 mét nha. 6 tấm còn tấm nữa hả? Ngoài kia còn tấm nữa rồi. Ba tấm đây, tấm mình nói 4 tấm rồi đó bác ơi. Phải không? Ừ. 8 nữa đủ rồi. 8 nữa hết rồi. Thế đây có 3 tấm rồi. 4 tấm rồi nè. Vít nước cái đem lên hôm qua uống rồi bỏ luôn hả? Bỏ luôn. Nóng đậu lên luôn rồi. Rồi nắm đi luôn đi, đây tôi lấy nó kéo lên. Rồi. Rồi mình đã đập cái máy xong ăn cô chú chị các bạn. Đây này dài dưới nha. Đây là trong vòng. Một tay dưới kẹo mình thả nó đều luôn ăn cô chú chị là lú ăn sau khúc luôn. Còn sao là chưa có cột lập luôn tầm 2,5 mét nha. Đó. Cái này mà là máy mà 2 máy lời á, ở chứ khỏi là máy hiên là ông có trộm ra lú ra luôn khúc 2 mét mấy luôn à. Rồi thì tới giai đoạn mình sẽ quay lại cho cô chú anh chị bạn xem nha. Mời cô chú anh chị bạn trực tiếp theo ngang của chú anh chị bạn.